Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay qua là cuối tuần thì như mình đã hứa với anh em là mình sẽ share tiếp một bộ màu nhật trong sáng nữa để cho anh em xài ảnh cổ trang. Thì lần trước anh em đã lấy ảnh phim rồi, và trong lần này thì mình có 3 file cho anh em. Anh em xem ảnh demo rồi anh em muốn tải về xài thì anh em tải về xài nhé. Và đặc biệt trong video này thì của mình full bộ đó. Full bộ nó gồm có 7 file, nó gồm có ảnh cưới nữa. Nhưng mà mình chỉ share cho anh em 2-3 file ảnh thời trang chân dung gì đó thôi. Còn nếu ảnh cưới thì anh em nào muốn xài thì anh em mua ủng hộ mình nhé. Mua ủng hộ mình thì để mà làm dịch vụ, thì anh em muốn làm được nhiều thể loại ảnh thì anh em mua giúp mình tiền cũng cà phê thôi. Nói chung là mình cũng không phải là để kinh doanh gì, nhưng mà mình nói thiệt anh em là để mà duy trì kênh. Cho nên mình bán nguyên bộ vậy là 100k thôi anh em nhé. Nhưng mà anh em nào mà muốn xài full bộ gồm 7 file của nó, xài cho ảnh chân dung, ảnh đường phố gì tầm lâm tầm le, anh em coi demo anh em sẽ rõ thôi. Và mình lấy ảnh thực tế mình làm cho anh em coi luôn nhé, để anh em hiểu được cái ảnh cưới khi mà chụp mà ngược sáng ngược nắng thùng nắng như đó, tầm lâm ấy chân á, thì anh em thấy rõ. Anh em có thấy muốn mua xài thì anh em mua xài hộ mình thứ nhất, thứ hai nữa thì có cái mà xài cho hết mùa dịch nha anh em. Rồi để không có thời gian, anh em mà coi ảnh demo cổ trang trước đi nhé. Rồi bây giờ anh em thấy 7 file tổng cộng này, thấy nó có file đấy, file salon một, file cộng và file trong sáng. Đấy là mình tặng anh em 3 file này nhé, 3 file này đó, mình clip cho anh em coi luôn. Khi mà ảnh như vậy anh em liền bị clip vô thì nó ra hình nó trong sáng rồi. Anh em có muốn sáng nữa thì đẩy lên thôi vậy ha. Đó, anh em muốn trông như thế nào thì anh em đẩy contrast hay là tăng sáng đồ gì đó thôi. Và anh này mình list vô cho anh em coi luôn. Đấy. Stop này là của anh Kiên Kaka nha anh em. Thắc mắc đó. Rồi. Đây anh em thấy đó, ảnh hơi sáng thì anh em cái việc là mình kéo tối xuống thôi. Tại vì cái màu mình đã làm sẵn cái định dạng nó vậy rồi, nó gồm có màu màu nào rồi. Cho nên anh em cái việc là mình kéo sáng tối thôi. Rồi anh này. Tấm nào anh em chụp mà đó đúng thì nó vô ngay luôn đấy. Ví dụ tấm này thì toàn bộ là có một tấm sai à, đấy anh em kích vào là ngay luôn. Thì ba file nó gồm có file màu vàng và file màu xanh, đấy màu xanh này, thấy à, đó không có màu tím này, cứ tím này, đó anh em đã thấy rõ như vậy rồi. Giờ mình sẽ sao lại cái file cho Lightroom và điện thoại cho anh em. Đó anh em tải về thì gồm có trong đó cái hình mà nó file đuôi BNN gì đó, mình không nhớ anh em quên rồi. Rồi bây giờ anh em coi mình demo mấy cái ảnh cưới, mình cũng chọn một số ảnh tài lai tùm lum nhá, nó nhiều nhiều cái hoàn cảnh để cho anh em thấy mà khi anh em chụp vào hoàn cảnh bị cái gì. Ví dụ như mấy tấm ảnh này đấy, nó hơi tối tối không đó, thì anh em kích vào thì nó bị ra sao. Rồi anh em file nào anh em thấy rõ, thấy chưa? Ví dụ file này anh em thấy rõ rằng nó như vậy, thích cam thích đỏ thích sáng thì anh em mà kích vào. Còn cái này sáng quá thì anh em có thể chỉnh tối xuống hoặc là chỉnh vàng quá tí nữa thôi. Đó, mình kéo tối xuống xíu này, đấy là xong như vậy đó, để anh em thấy rõ được cái ảnh cưới thực tế như vậy luôn. Và stock này là mình sưu tầm nha anh em, stock mình sưu tầm đó, đúng như file anh em chụp thôi. Máy này máy gì đây, Canon năng một đây ít đấy. Ví dụ như cảnh đường phố anh em kích vào đây, anh em coi rõ ràng để anh em thấy được là mình nên lựa chọn file nào. File này tím tím rồi, file này xanh xanh, anh em cứ thích cái màu nào ở trong này nó có. Đây file vàng vàng rồi, anh em tối quá anh em để sáng nó thôi. Đấy, để sáng lên nó vừa rồi thì mình đã làm sẵn cái màu nó liên kết như thế nào rồi. Và đặc biệt cái hình này, cái màu này anh em áp dụng cho cảnh cây xanh nữa, như hình này nè, cây xanh này đấy đó. Thì anh cũng biết khi mà làm YouTube hiện tại kênh của mình cũng ít người xem, cho nên mình cũng có thu nhập. Cho nên mình chỉ định bán cho anh em nào kiếm tiền cà phê với là full bộ này cũng gồm có 7 file. Bài file là 100k thôi anh em nhé. Thế anh em coi anh em thấy ok thích thì anh em cứ liên hệ mình mua. Anh em cứ gửi qua tài khoản của mình được rồi, bắn qua làm sao đó, xài cái gì bắn qua. Tại vì 100k mà qua ngân hàng thì cũng hơi bị cực, nhưng mà mình cho phi không thì mình cũng bị khổ. Mình đã bỏ công cất ra, làm ra nghiên cứu tất cả mọi thứ hết, chia sẻ cho mọi người, mình lại tặng thêm miễn phí nhiều nhiều như vậy là mình không được gì hết. Cho nên mong mọi người hiểu cái phần này cho mình, ai thích xài thì cứ liên hệ với ta like để lấy bộ này nhé. Và cứ bắn qua 100k là lấy bộ này xài được rồi. Sau khi mà mua dịch vụ xong thì em
anh em làm vivo đấy, ảnh này tối ngược sáng tối mà bây giờ kích vô là ra sáng nó thấy, anh em thấy rồi đó, thấy hay à đó, ví dụ anh chụp ngược sáng bỏ qua là sáng sẵn rồi đó, khỏi ngồi mày mò vất vả. Rồi ảnh bị cháy này đấy, ảnh bị cháy này đấy, khỏi ngồi phải ngồi nghiên cứu gì cho lâu đắt đó. Anh em chụp chân dung hay là ảnh cứ về đó màu tím tím còn vàng tùy anh em thích thôi, thì anh em thích cái màu nào thôi. Còn ở đây mình đã chỉnh sẵn, kéo sẵn cái thông số màu tới tây nè đó, tùy theo bức ảnh anh em để vô là nó ra luôn à. Đấy, anh em thấy thực tế như vậy thì mình cũng làm thực tế, vì có một số anh em đôi khi 100k nhiều anh em có thoải mái thì không sao, nhiều anh em là không có điều kiện thì nghĩ là mình đi này nọ đó, cho nên mình cũng nói thiệt anh em luôn, anh em thích thì mua ủng hộ xài, không thì anh em cứ lấy ba pha kia xài nhé anh em nhé. Có dịp khác mình, điều kiện khác mình sẽ tặng khác cái khác, nhiều cơ hội mà. Rồi anh em đã thấy rõ ha, giờ mình cũng vượt hết mấy cái pha này. Khi anh em mua về á thì nó có hết file tất cả, mình để sẵn luôn, mình để sẵn cái file cho lưu màu luôn để anh em dễ phân biệt, không anh em dễ sàng đấy. Mình xem này đó, DNG đó, mình sẽ vậy để anh em thấy rõ ràng luôn anh em nhé. Rồi đến nay anh em đã biết rồi, và anh em cũng coi mình làm kênh thì anh em coi video trước là không có quảng cáo, video này cũng có quảng cáo luôn, và mình cũng phải ứng video trước rồi, và video này cũng vậy thôi, mình cũng chia sẻ là một thời gian nha, chứ không phải là mình lên câu like hay kiếm tiền gì cả, cho nên mình up là một tuần là mình xóa video à, cho nên anh em nào mà không tải được thì phía sau này không có, mà mua cũng không có luôn. Thôi một lần nữa không biết nói gì hơn, cảm ơn anh em đã xem video, và cảm ơn nữa anh em nào đã mua ủng hộ nữa nhé. Rồi xin chào tạm biệt anh em, hẹn anh em làm video sau.